nhiệt độ cao nhất trên toàn Đài Loan đã xuất hiện tại khu vực San Xã, thành phố Tân Bắc với 37,2 độ C, đạt gần tín hiệu cảnh báo đỏ. Mức tiêu thụ điện vào giờ cao điểm là gần 40 triệu kWh một giờ. Theo Công ty Điện lực Đài Loan, trong ngày 23 tháng 6, mức tiêu thụ điện cao nhất gần đạt mức 40 triệu kWh. Trong ngày 29 tháng 6 cũng đạt đến 39,045 triệu kWh, lập nên kỷ lục cao thứ tư về mức tiêu thụ điện. Trong khi đó, tỷ lệ công suất điện dự bị chỉ đạt đến 3,37%. Công ty Điện lực cũng cho biết từ ngày 20 tháng 6 cho đến nay, có đến 7 ngày được xếp vào top 10 tiêu thụ điện. Sáng ngày 30 tháng 6, một trạm biến điện tại khu vực Ủ Cù, thành phố Tân Bắc đột nhiên bị nổ và bốc cháy. Nhiều hộ dân bị mất điện. Vấn đề bất ổn trong cung ứng điện cũng khiến các doanh nghiệp lo lắng. Công ty Điện lực Đài Loan cho biết, từ cuối tháng 7 cho đến đầu tháng 8, bước vào nửa cuối năm là thời gian các công xưởng lớn gấp rút giao hàng, cộng thêm thời tiết nóng nên mức tiêu thụ điện rất có thể sẽ vượt hơn 40 triệu kWh trong một giờ. Kể từ ngày 15 tháng 7, người dân khi đi du lịch tự do từ ngày Chủ nhật cho đến ngày thứ Năm hàng tuần, mỗi đêm sẽ được hỗ trợ 800 đồng Đài tệ, mỗi người chỉ được sử dụng một lần. Nếu như đã tiêm chủng 3 mũi vaccine hoặc như ở khách sạn có xếp hạng sau thì sẽ được tặng thêm 500 đồng Đài tệ, cao nhất một đêm sẽ được hỗ trợ 1.300 đồng Đài tệ. Đối với các đoàn du lịch đặc biệt, trên cơ bản là hỗ trợ 20.000 đài tệ cho một đoàn. Nếu hành trình 3 ngày 2 đêm thì sẽ tăng thêm 5.000 đài tệ, cao nhất là 30.000 đài tệ. Ngoài ra, vào các ngày bình thường trong tuần, nếu người dân đến các khu vui chơi chủ đề sẽ được giảm 30% giá vé vào cổng. Các doanh nghiệp, công ty du lịch và khách sạn đều cho rằng qua những kinh nghiệm trước đây, số tiền 5,5 tỷ đài tệ do chính phủ trợ cấp cho ngành du lịch chẳng mấy chốc sẽ được sử dụng hết. Hy vọng chính phủ đề xuất thêm các phương án hỗ trợ giúp vượt qua khó khăn. Ngày 1 tháng 7, Đài Loan tăng thêm 35.699 ca nhiễm nội địa, số ca nhiễm vẫn tiếp tục hạ giảm. Số ca tử vong là 121 ca, cao hơn so với ngày hôm qua. Ngày 29 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh cáo biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron đang tiếp tục tăng tốc độ lây lan. Theo thống kê của Mỹ, số ca nhiễm hai biến thể này tại Mỹ tăng vọt trên 55%. Ngày 28, Tổ công tác chuyên gia của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ biểu quyết, thông qua với 19 phiếu thuận và 2 phiếu chống, quyết định mùa thu năm nay sẽ đẩy mạnh việc tiêm ngừa vaccine tăng cường cho người dân trên 50 tuổi hay nhóm người có rủi ro cao. Mặc dù khó lường trước xu hướng diễn biến của các biến thể mới, nhưng chuyên gia vẫn tăng cường việc điều chỉnh vaccine để phòng chống biến thể Omicron. Theo giới truyền thông của Macau, qua xét nghiệm đã từ một lô mẫu sản phẩm xoài xuất khẩu từ Đài Loan phát hiện cho kết quả dương tính. Vì vậy, chính quyền Macau đem tiêu hủy toàn bộ 20 thùng sản phẩm, tổng cộng là 200 kg. Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan chỉ ra cả thế giới chỉ có Trung Quốc làm xét nghiệm virus COVID đối với sản phẩm nông ngư nghiệp, kêu gọi Trung Quốc nên dựa theo góc độ khoa học chuyên môn để xử lý vấn đề. Tình trạng nhiệt độ cao trên toàn cầu đang ngày một nghiêm trọng. Trong mấy tháng nay, người dân Pakistan như đang sống trong lò nướng. Tuần này có lúc nhiệt độ tăng lên đến 49 độ khiến nhiều người bị sốc nhiệt và mất nước. Không riêng ở khu vực Nam Á, Mỹ và một số khu vực thuộc châu Âu cũng bị cái nóng thiêu đốt. Thủ đô La Mã của Ý nhiệt độ lên đến 40 độ, bán đảo Bangkok cũng trở thành cái lò nướng lớn. Một số khu vực ở Tân Cương, Trung Quốc nhiệt độ cũng lên đến 44 độ C, Thượng Hải cũng vượt hơn 35 độ C. Theo bản báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu gọi tắt là IPCC, trong vòng 100 năm qua, sóng nhiệt tại các nơi trên thế giới ngày càng trở nên nóng hơn và thường xuyên hơn, với nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 1,2 độ C. IPCC cũng chỉ rõ rằng nhiệt độ tăng thêm trong khí quyển chủ yếu là do con người thải ra khí đốt từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Nhiệt độ tăng cao liên tục cũng đe dọa đến sức khỏe của con người. Theo công cụ theo dõi hành động khí hậu, một công cụ phân tích khoa học độc lập, trước đây mỗi 10 năm mới xuất hiện một đợt siêu nhiệt. Còn bây giờ, trước tình hình nhiệt độ tăng lên 2 độ thì cứ 2 năm sẽ có một đợt siêu nhiệt. Nếu như quá trình giảm khí thải carbon của con người thất bại, nhiệt độ trên toàn cầu tăng lên 4 độ C, thì trước kia cứ 50 năm hoặc là 10 năm mới có một đợt siêu nhiệt. E rằng hiện tượng này sẽ trở thành trạng thái bình thường, mỗi năm đều có.